Hôm trước chúng ta nói về cái thông điệp, đó là cái phần rất 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 là quan trọng. Như vậy là giữa các nhân vật với nhau thì đầu tôi nhắc lại một chút nhé, là chúng ta có hai cách để chúng ta quan hệ các nhân vật với nhau. Ở trong lập trình thì nó không có lệnh cụ thể để kết nối giữa hai nhân vật với nhau. Thì chúng ta sẽ phải sử dụng hai công cụ sau đây nhé, để tôi mô tả lại các bạn cái làm thế nào để mà thiết lập quan hệ giữa hai nhân vật nhé. Cái phần này là thiết lập quan hệ giữa hai nhân vật hoặc là giữa nhân vật và sân khấu. Đây là một trong những cái chỗ rất là quan trọng của Scott. Nhưng mà chúng ta có hai nhân vật như này, thì mỗi nhân vật nó có một cái cửa sổ lập trình riêng. Như vậy ở trong Scala mỗi nhân vật là có một cơ sở lập trình riêng. Nhưng mà đây là những cái lệnh mà chỉ làm việc với một nhân vật này thôi. Đó gọi là A đây nhé, đây là nhân vật B nhé. Thì nhân vật B nó có một cái cơ sở lập trình riêng. Như vậy là chúng ta lập trình riêng cho từng nhân vật một. Đó. Nhưng vấn đề là về mặt kịch bản mà nói, về mặt là chúng ta được là đạo diễn của một sân khấu thì cần có một cái quan hệ giữa cái hai nhân vật này với nhau. Làm sao cho nó kịp kịp thời. Thực tế có rất nhiều những cái bài toán mà tất cả các bài toán, tất cả các cái chương trình, các cái trò chơi hay các kịch bản đều có quan hệ giữa hai nhân vật như vậy, rất là nhiều luôn. Thì có hai cách nhé, hai cách để chúng ta làm lại một nữa này. Cách thứ nhất là sử dụng biến, ví dụ như là chúng ta đặt cho cái ví dụ A cần nói chuyện với người B, chúng ta đặt một cái biến thì nếu cái biến nó bằng không thì là A nói, biến nó bằng một thì là B nói. Đấy, như vậy chúng ta khi mà A nói thì đặt cái biến nó bằng, ví dụ là cái biến, lấy ví dụ cái biến nhé, là cái biến x chỉ bằng không thì A sẽ nói, trong cái đó thì B sẽ phải chờ chờ khi mà x bằng một thì B sẽ nói. Đấy. Như vậy đây là dùng dùng cái biến nhớ để chúng ta tạo ra cái quan hệ giữa giữa các nhân vật với nhau. Cách thứ hai là cách hay hơn, hay dùng hơn là dùng thông điệp, dùng thông điệp. Thông điệp tức là gì? Tức là một cái người A nào đó, một nhân vật A nào đó phát ra một cái thông điệp, phát ra một cái thông điệp. Và cái người này là nhận thông điệp. Thì khi nhận đấy thì nhận thông điệp thì chương trình sẽ hiểu như là một cái sự kiện, như là một cái sự kiện, giống như là sự kiện khác nhau, giống như là các sự kiện, như ví dụ như sự kiện là bấm phím space này, hay sự kiện là nháy chuột vân vân. Thì như vậy chúng ta dùng thông điệp là cái rất là hay, rất là hay. Thông điệp nó có ý nghĩa là chúng ta có thể gửi một thông điệp, một người gửi cho nhiều người khác, người khác cùng nhận và cùng xử lý. Và thông điệp nó có một cái hay nữa là nó có cái tác dụng rất là tức tức thời luôn, gần như là tức thời, theo theo thời gian. Thì đây là hai cái công cụ chính như chúng ta làm việc với quan hệ giữa các nhân vật với nhau. Hôm trước chúng ta làm xong bài tập rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp một số bài tập khác nhé. Chúng ta sẽ làm dần những cái bài tập khác nhau. Đấy. Như vậy là ở trong Scratch thì chúng ta chú ý là nhắc lại này, làm quan hệ giữa các nhân vật với nhau là dùng biến hoặc hoặc thông điệp. Còn khi chúng ta xử lý các cái sự kiện khác, tức là trong cái các lệnh lập trình của Scratch thì một trong những cái các lệnh rất quan trọng, tức là lệnh các cái lệnh liên quan đến cảm biến. Đấy, cảm biến cũng là một cái tính năng rất quan trọng, nó hơi khác sự kiện một chút, hơi khác cái sự kiện, mà nó hay có cái nét giống giống sự kiện. Sự kiện tức là chúng ta chủ động tạo sự kiện để chúng ta xử lý, còn cảm biến là chúng ta không chủ động và bất thình lình nó tạo ra sự kiện, cảm biến nó nhận ra sự kiện. Thì như vậy các cái lệnh mà xử lý cảm biến thường nằm trong một cái vòng lặp vô hạn. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập mà khác nhé. Bây giờ tôi sẽ mà làm một bài tập mà như thế này nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ mô phỏng như sau này, mô phỏng cái việc là chạy thi nhé.
Bình như sau này. Bây giờ nhé, thay vì tôi tạo ra hai nhân vật để ta, tôi sẽ tạo ra hai nhân vật để mà chạy thi. Đây, để chúng ta cùng nhau làm thử như này nhé. Bây giờ cái người tôi sẽ tạo ra hai nhân vật. Thì nhân vật thứ nhất chính là cái nhân vật này này. Nhưng mà chạy thi được này. Đấy, đây nhé. Nhưng mà cái cô này là cô kia cô này cô có cái các cái trang phục như là người đang chạy. Đây là một nhé. Cô này sẽ đứng đây để mà chạy thi này. Chúng ta tìm người thứ hai. Đây, chúng ta tìm người thứ hai. Thứ hai ở đâu? Thứ hai. Thứ ba chỗ này tôi tìm nhé. Đây này, cái người này, cái nhân vật này là ở trong Slack nó làm bị lỗi đấy, nó lại có một trạng thái là không đúng, chúng ta sẽ xóa đi cái trạng thái đó, xóa đi các cái hình ảnh để còn lại nó sẽ là cái người mà chạy được nhé. Đó, người thứ hai. Được rồi, thì người thứ hai này tôi sẽ vào đây, tôi sẽ xóa đi đấy, anh ta có hai cái này là bị thừa này, tôi xóa đi một này hai này, đúng là chạy thì chạy đâu. Để chạy này, đấy, chạy chạy. Nhưng mà chúng ta có hai nhân vật này. Bây giờ làm như sau nhé, bây giờ tôi cho nó nhỏ lại này. Đây nhân vật này nhé, tôi cho hai người cho nó bé lại mà tôi sẽ mô tả cái việc chạy thi. Và ở trên này tôi có một người là trọng tài, người đứng đây nhé, để tôi vẽ lại các bạn, người đây, một người đứng đứng ở phía dưới này và bắt đầu chạy nhé, chạy sang bên này. Thì ai là tôi tìm thêm một người là trọng tài nữa nhé, trọng tài là một người như thế này. Đây tìm một người, đây người này nhé, người này là đây, người này sẽ đứng ở đây làm người trọng tài. Thì cái bảng như sau nhé, người trọng tài mới cầm súng hay là giơ súng mà thông báo là bắt đầu. Khi anh ta nói bắt đầu thì hai người này chạy chạy tới đích, chạm với vạch bên phải này là đích nhé. Thì nếu mà gặp đích ấy, thì dừng lại và đồng hồ nó sẽ tính điểm, tính thời gian chạy của hai người này. Thì ai mà chạy đến trước thì người thắng. Thì sau đó thì là khi mà hai người đến đích xong rồi thì kia trọng tài thông thông báo là bạn này thắng thì bạn kia thắng nhé. Rồi bây giờ cái bạn này tôi sẽ đặt tên bạn này là bạn bạn An nhé, bạn An là An, bạn này đặt tên là bạn Bình. Mình có hai bạn, một người tên An, người tên là Bình nhé. Chúng ta sẽ mô tả, và các bạn này chúng ta thấy là một cái bài rất hay, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng thông điệp làm cái việc đó. Cái ông này, cái bạn, cái người này sẽ đặt tên là trọng tài nhé, trọng tài. Cái đề tài chạy thi này chúng ta có thể mở rộng ra làm rất nhiều cái khác nữa. Tôi mô tả cái trạng thái rất là đơn giản trước nhé. Đây, thế bây giờ để cho nó nhỏ lại, tôi sẽ hai người này tôi sẽ cho nó bé lại. Đây là người thứ nhất nhé, đứng ở đây, người thứ hai đứng ở đây. Đấy, An nhé. Đây tôi là trường cho An trước này, An này. An tôi sẽ vào đây tôi đặt chế độ là cho An trước nhé. Như vậy là An khi mà bắt đầu chơi thì chúng ta đặt cho An cái kích thước ví dụ như là chỉ cho tôi nhỏ lại nhé, 60%, 60%. Đấy, An sẽ ở đây nhé, thậm chí có thể nhỏ hơn được, 50% cho nó bé lại, cho nó nhìn cho nó dễ nhé, 50%. Rồi, biệt tiếp theo là Bình. Bình hình như sau nhé, chúng ta cho Bình cho nó bé lại để cho chúng ta dễ quan sát. Đây, đặt cái lệnh này, lệnh đặt cái kích thước của người Bình. Bình thì là đặt là 60%. Đấy, rồi nhé. Như vậy là đây là vị trí của Bình, đây là vị trí của An. Được chưa? Đó. Ban đầu đấy nhá. Thì bây giờ chúng ta đặt lại cái vị trí chính xác này. Bình này, đây là An nhé, đây là An này. An đứng ở vị trí này. An đây, tôi cho đặt An, An sẽ quay về bên phải và vị trí ban đầu là vị trí này là -209 -18. Đặt chuẩn lại là trừ trừ 20 đi cho toàn số nhé. An ở đây nhé. Tiếp theo là Bình này. Bình cũng vậy, Bình cũng phải là -210 nhưng mà là Bình ở đây. Bình ở đây sẽ nhìn về bên phải. Và vị trí của nó go to đây là trừ trừ 20. Như vậy là
Bình và An sẽ nằm ở cái vị trí là thẳng đứng với nhau, được chưa? Đấy, vậy bắt đầu rồi nhé. Tôi làm như trọng tài đây. Trọng tài là ban đầu sẽ đứng ở vị trí này và tôi đặt cho trọng tài là ở đây nhé. Đây. Và trọng tài sẽ như sau. Trọng tài sẽ go to cái vị trí này. Và đặt cái kích thước cho nó bé lại, cho nó bé lại. Ông này đặt lại là 50% thôi. 50%. Cao lên một tí đi. Như vậy đây sẽ là 4, y sẽ là 4 thôi. Đây. À, vị trí này nhá. Đó. Được chưa? Như vậy thật để đi được x bằng 0 cho nó vào giữa nhé. Đấy. Như vậy là trọng tài chỉ đứng ở phía trên này và đứng ở giữa nhá. Rồi, thế bây giờ cái bảng như sau này. Cái bảng là trọng tài sẽ là người đầu tiên chạy chương trình và trọng tài sẽ hô bắt đầu. Khi hô bắt đầu thì hai ngày này chạy cái vận tốc là ngẫu nhiên, chúng ta sẽ đặt cho họ một vận tốc nào đó. Thì hai ngày này chạy thì chạy ai mà ai chạy đến bên phải, chạy đến trước ấy thì người đó là sẽ chạy đến bên phải thì dừng lại. Ai đến bên phải đến trước, ai đến phải thì dừng lại, sau đó để đo thời gian của từng người một. Ai là ai mà đến trước thì người đó thắng. Được chưa? Đó, thì chúng ta làm một cái trình như vậy nhé. Tôi cho vận tốc của hai người này là ngẫu nhiên nhé. Cho nó hay để mô tả cái được chưa? Được rồi, thế bây giờ tôi làm một động tác này. Thì đầu tiên lập trình cho người này nhé. Thì bắt đầu vào chơi thì người này sẽ thông báo là chuẩn bị và sau đó thì ông ta sẽ kêu là bắt đầu. Khi bắt đầu thì chúng ta người này sẽ gửi một thông điệp. Thông điệp là start. Và khi nhận thêm thông điệp start thì hai người này sẽ bắt đầu chạy. Được chưa? Bắt đầu chạy. Được rồi, thì tôi làm thông điệp trình cho anh trước nhé. Vậy tôi lập trình cho từng người một. Anh này trước nhé. Đầu tiên anh này sẽ thông báo như sau này. Đây. Thông báo là chuẩn bị. Chuẩn bị chạy thi. Đấy, chạy thi. Được chưa? Chạy thi nhé. Sau đó là anh ta sẽ hô là bắt đầu. Chuẩn bị chạy thi đây nhé, chạy vào này. Đấy. Chuẩn bị chạy thi nhé, để cho nó thấp xuống một tí được không? Không chả sao, không quan trọng, chạy thi nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta lập trình này. Khi anh ra hô bắt đầu thì đồng thời là anh ta sẽ thông báo có một tiếng bọp ở đây nhé. À, cái ông này là có âm thanh gì đây này, xem âm thanh là gì nhé, kiểm tra âm thanh ông này nhé, không hay lắm. Tôi sẽ tìm âm thanh khác cho nó hay hay hơn nhé, một cái âm thanh như là pop còn hay hơn, thật là dùng tiếng pop còn hơn nữa. À, tôi giờ trang cái từ pop, cái từ pop nhé. Đấy. Pop nhé. Đó thì cái người này sẽ kêu sẽ phát âm pop và sẽ bắt đầu thông báo là bắt đầu nhé. Đây thì khi mà phát âm thanh là pop nhé, đồng thời người này sẽ gửi một thông điệp điệp cái rất quan trọng. Thì thông điệp là đặt tên là start nhé. Thì khi nhận thông điệp start thì hai người này bắt đầu chạy, hoàn toàn chính xác. Khi mà gửi thông điệp start thì người này sẽ thông báo kêu là bắt đầu ở đây, bắt đầu sau bắt đầu. Thời gian nó tức thời, chúng ta cảm thấy tức thời. Khi bắt đầu thì hai người này bắt đầu chạy và cái anh cái trọng tài hô bắt đầu trong 2 giây cũng thể để biết được thôi, cho nó dừng lại. Hai người này vẫn chạy nhé, thậm chí đây để 1 giây thôi cho nó hiện lên dừng lại ngay đó. Thì đây là cái chương trình dành cho trọng tài, bạn hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho hai người này. Đấy. Khi nhận thông điệp start, hai người này bắt đầu chạy chạy như thế nào để chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Thì như vậy chúng ta cần các tham số để mô tả cái thời gian chạy của hai người. Đấy, hai người. Và chúng ta cần các tham số để mô tả cái vận tốc của hai người nữa. Bây giờ tôi sẽ mô tả như sau này. Được chưa? Thì như sau nhé. Đây
Này. Tôi tạo ra mỗi nhân vật như vậy, tôi tạo ra hai biến, một biến để đo thời gian chạy của từng người một. Tôi hiểu đây là An, là coi đây là hiện là một, đây là hai nhé, đây là người thứ hai. Được chưa? Vận tốc mà tôi sẽ có hai cái thông số đo, là một cái là vận tốc, một cái là thời gian. Đặt là một là v, một là t nhé. Rồi đặt này, tạo ra một cái là v1, chính là cái vận tốc của người thứ nhất là v1 nhé. Đặt đặt ra cái t1 là cái thời gian của người thứ nhất. Đấy. Đặt ra tiếp theo là v2 là vận tốc của người thứ hai, và tiếp theo là t2. Bấm ở đây đây t2, chúng ta cần có bốn cái biến rất là quan trọng, bốn cái biến này nhé. Bây giờ chúng ta lập trình cho An trước này, đây là An nhé. Thì bắt đầu chương trình thì chúng ta đặt đặt cho cái An này là t1 bằng 0, là thời gian bắt đầu chạy là 0 này. Sau đó là gì? Sau đó là như sau. Sau đó là cái sau là v. V1 là vận tốc của cái người v1. Vận tốc của người v1 chúng ta đặt một cái cho nó chọn ngẫu nhiên từ 1 cho đến 5 chẳng hạn, lấy ví dụ như vậy. 5. Đây chính là cái thời gian bắt để đo thời gian chạy của người là An là t1 nhé. V1 là cái vận tốc ngẫu nhiên, vận tốc chạy của An. Và bây giờ tôi bắt đầu mô tả chạy này. Khi nhận thông điệp start thì như sau này, đây. Khi nhận thông điệp start thì người này bắt đầu chạy. Chạy đến khi nào? Chạy khi nào mà chạm vào cái này thì dừng lại nhé. Đây, để tôi mô tả các bạn nhé. Khi chạy này. Khi start thì như sau này, người này bắt đầu chạy nhé. Chúng ta mô tả cái chạy là chúng ta dùng lệnh này. Chúng ta dùng cái là chúng lệnh là ví dụ như lệnh repeat until nhé, cũng được. Có hai cách để chúng ta làm. Có thể chúng ta có thể là như thế này. Có hai cách để chỗ có hai cách để mô tả cái để mô tả cái nhân vật An là chạy như nào nhé. Hoặc dùng dùng cái biến thì chúng ta dùng lệnh forever cũng được, hoặc là chúng ta làm trực tiếp ở đây, nhưng mà tôi muốn đo thời gian chính xác thì tôi xem thế nào cho hợp lý hơn nhé. Có lẽ tôi làm thêm một cái biến nữa thì hay hơn nhé. Dùng các bạn biến này để đo cái để biến này như sau này. Khi bắt đầu chạy thì bên đó là không, khi An đến đích thì bên đó là một, thì nó hợp lý hơn nhé. Được rồi, tôi làm như thế, tôi sẽ làm thêm cho nó thật thật đầy đủ hơn nữa nhé. Tôi làm thêm hai cái biến nữa để mô tả cái trạng thái chạy của hai người đó. Vậy tôi đặt lên là state 1 nhé, trạng thái của người thứ nhất, state 1. Tôi chạm thêm một cái biến nữa là state 2, trạng thái của người thứ hai. Được chưa? Hai đây như sau này. Trạng thái này bằng 0 là chưa tới đích, bằng 1 là tới đích rồi. Rồi như vậy, ban đầu tiên đối với người nhận, tôi đặt chế độ là đây. Status 1 bằng 0. Được chưa? Được rồi. Thì cứ làm như sau này. Chúng ta cần một cái chỗ này để chúng ta cho chạy này, đây nhé. Đây chúng ta làm như này. Chúng ta cho vòng lặp forever để cái người An này chạy. Chạy như sau này. Người A này sẽ chạy sẽ luôn luôn chạy về phía trước với cái vận tốc là v1 đây. Cái vận tốc nằm chỗ này, chúng ta đưa cái v1 này ra. Như vậy là cái người chết này chạy với vận tốc là v1. Chúng ta thêm vào đây một cái biến một cái lệnh này để cho nó có cảm giác như là chạy next cut chạy liên tục về 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 bên phải. Bây giờ kiểm tra này. Bây giờ nếu mà gặp ở đây, tức là nếu mà cái tọa độ x của người đó mà lớn 240 thì sẽ dừng lại đích nhé. Chúng ta mô tả cái đích này, đây là if nha. If mà nếu ngay lập tức nếu mà cái tọa độ y của người đó, đấy, tọa độ y của người đó
Đây chúng ta vào tọa độ y nhé. Tọa độ y của người đó mà lớn hơn 240 thì lập tức là dừng lại. 240 là lập tức dừng lại cập cập cạnh đấy. Chúng ta có thể chọn cái lệnh là chạm cạnh cũng được. Hoặc là thế này nhé. Hoặc là dùng cái này, hoặc là dùng cái này cũng được. Chúng ta dùng có hai cách, hoặc là dùng cái lệnh cảm biến sau đây. Nếu mà thắt chinh edge, thì có hai cách để kiểm soát xem là cái người này khi nào thì chạm đích, chạm cạnh đấy, chạm cạnh bên phải, hoặc là khi mà touching edge cũng được, hoặc là khi position lớn 120 cũng được, hay là tương đương nhau nhé, dùng cái này cũng được đó. Rồi nếu mà gặp cạnh thì dừng lại là gì, chúng ta đặt lập tức đặt cái gì, chúng ta lập tức đặt cái status. Đấy, status 1 bằng 1, được chưa? Đấy, dừng lại này. Nếu thì dừng lại. Mà sau đó chúng ta sẽ cho dừng lại cái này luôn. Chúng ta dùng cái lệnh là stop this script, là dừng lại ở đây. Thì như vậy là nếu mà gặp cạnh thì lập tức là đặt cái này bằng 1 và stop nhé. Còn điều chúng ta sẽ phải đo thời gian thì đo như nào? Để chúng ta làm như này. Chúng ta phải có hạng một cái lệnh sau đây, chúng ta vào vẫn là cái lệnh này nhé, vẫn là khi nhận được phương start đó thì bắt đầu đo thời gian. Thời gian là thời gian tính bằng giây, tính bằng giây như sau này, tính nhanh. Chúng ta sẽ dùng vậy là repeat until nhé. Thì khi nào until? Khi mà status bằng một, như vậy chúng ta sẽ liên tục lặp để đếm thời gian cho đến khi nào mà status này 1 này bằng 1. Tức là khi mà đến đích thì dừng lại này. Đấy. Thế này làm như sau này. Chúng ta sẽ cho như sau. Lập có gì? Lập đến tính thời gian. Chúng ta sẽ cho cái lệnh. Chúng ta cho cái lệnh chờ. Chờ. Muốn cho hay hay chúng ta cho để chờ là 0.1 giây. 0.1 giây. Và sau đó chúng ta sẽ tăng cái biến t1. T1 là biến đo thời gian nhé, biến t1 tăng t1 lên một đơn vị. Như vậy biến t1 là biến đo thời gian của người An thì nó luôn tăng lên một sau 0.1 giây, nó là tăng lên một số nào đó. Cái t1 này chúng ta có thể đưa ra ngoài t1 đây để cho nhìn. Đây chính là t1, là cái đây chính là cái thời gian của An nhé. Còn cái bên này, cái T2 là cái thời gian của đây, bên này hay để bên dưới này là T2 là thời gian của Bình, còn An là T1. Đồng hồ đây là đo một cách rất là công khai đúng không, nhưng mà đây là đồng hồ của người này đo này đó. Thì như vậy đo như sau này, nhắc lại là nó liên tục đo, liên tục tăng cái thời gian lên một đơn vị cho đến khi nào mà status bằng một, khi nào dừng đến đây, khi nào tới đây thì dừng đó. Thì đây chính là cái đoạn chương trình để đo cái để gì, để kiểm soát cái thời gian đúng không nào nhé, soát thời gian đấy, kiểm soát cái an. Bây giờ tôi làm tương tự như vậy cho gì, tương tự được cho Bình nhé. Thì cần chúng ta cần hai cái này, có thể copy cho Bình và ta làm tương tự. Rồi làm tương tự như Bình như sau nhé. Tôi là Bình này, Bình này như sau nhé. Bình này, đầu tiên tôi đặt cái T2, Bình này phải T2 bằng 0 này. Sau đó tôi đặt cái status 2 cũng là 0 này, và đặt cái vận tốc chạy của người thứ hai đặt cũng bằng một cái số ngẫu nhiên cho nó hay, ngẫu nhiên từ 1 đến 5. Đến 5, được chưa? Sau đó là tôi với hai cái này này, tôi có thể copy sang bên này. Tôi sửa là 1 thành 2 thôi nhé. Copy này cho dễ nhé. Copy kéo từ sang sang bên này này, đấy, sang người thứ hai nhé. Copy cái này sang người thứ hai, sang Bình. Và thả ra. Đây, Bình đây nhá. Đây. Bình là đây, bây giờ tôi chưa sửa 1 thành 2 nhé. Đây. Thì chỗ này sẽ sửa lại là 2. Status 2. Đó. Chỗ này bỏ cái V1 đi và đưa vào là V2. V2. Đó, V2. Ở dưới này chúng ta bỏ cái này đi và chúng ta đưa status 2 vào.
chỗ này chính là T2. Đấy, sửa một tí thôi. Đấy. Được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta có thể quan sát và xem chạy như nào. Nhá, cho chạy thử xem đúng không? Chạy thử nhé. Đúng ở đây này. Chuẩn bị chạy này. Bom, đấy nó chạy nhé. Hai người chạy nhé. Đấy. Tôi chưa nhìn xong không đồng hồ nó không lên nhỉ? Đây tôi kiểm tra nhé. À nhầm nhầm chỗ này. Chỗ này không phải là set chỗ này mà là phải bỏ ra mà phải là trên kia. Trên T2 kia. Đấy, thì mình đúng nhé. Trên T2. Nhầm. Đấy. Kiểm tra lại đối với An cũng thế. An không phải là set mà phải là trên. Trên T1. Đấy. Làm lại này. Bắt đầu nhá, đây, bắt đầu đây. Đấy. Bạn thấy ta nó chạy chưa nào? Đấy. Đấy, như vậy là người thứ nhất chạy là 23, có 23 giây. Người thứ hai chạy mãi chưa xong này, đấy. Người thứ hai chạy chưa xong. Đấy. Tới đây như xong. Được chưa? Thì chúng ta sẽ cùng nhau nhé. Bây giờ cho nó muốn cho hay nữa chúng ta sẽ thêm một cái khi làm kết thúc thì cho một tiếng bọc cho nó hay nhé. A đây này. Đây cái khi kết thúc nhé. Kết thúc chúng ta cho một tiếng bọc vào đấy. Bọc. Bọc. Bọc vào giữa này. Đấy nhé. Nó kịp kêu không? Nè. Mấy bình cũng vậy. Chúng ta thử cho một cái bọc vào xem có kêu được không nhé. Nào, thử lại này. Chuẩn bị chạy này. Đấy. Đấy, kêu đấy. Đấy, được chưa? Như vậy là việc tôi vừa lập trình xong dùng chúng ta dùng cái công cụ là dùng dùng công cụ thông điệp để làm cái việc chạy. Nhưng mà chưa xong. Bây giờ tôi muốn là khi mà hai người tới đích rồi thì trọng tài sẽ nói thông báo là bạn An đã thắng hay là bạn Bình đã thắng làm thế nào. Đấy, thì chỗ này khó một tí nhé. Thì khi mà bắt đầu chơi thì khi ông này là đây kinh nghiệm một trọng tài đây là ông chạy như này bình thường đúng không nào, nhưng khi bắt đầu chơi thì ông này sẽ phải đợi đợi khi là hai người đích thì xong thì là ông ta sẽ thông báo thì làm như nào, làm như sau, rất đơn giản như sau này. Cái điều kiện để hai người cùng tới nơi là cả status 1 cũng bằng 1 và status 2 cũng bằng 1 thì làm như sau đây. Ví dụ tôi làm như sau nhé, tôi làm một cái lệnh như này. Bây giờ khi nhận được thông điệp start đó, khi bắt đầu chơi trọng tài sẽ phải chờ thế này nhé, trọng tài sẽ chờ đây, trọng tài dùng lệnh này, chúng ta trọng tài sẽ chờ cho đến khi cả hai cùng đến nơi, chúng ta dùng cái lệnh là until wait until đấy. Chờ đến khi nào, chờ đến khi nào mà cả hai cái biến là status 1 và status 2 đều bằng 1 cả thì mới làm, thì mới là cả hai cùng đến đích thì lúc bây giờ trọng tài mới thông báo được chưa. Rồi toàn là như sau này, chờ cho đến khi như sau, cho đến khi mà chúng ta vào đây, cho đến khi mà đây chúng ta phải có kết quả hai, cho đến khi mà status 1 bằng 1 đồng thời status 2 cũng bằng 1. Đấy. Thì đây chính là cái điều kiện là gì? Đây là điều kiện là chính là điều kiện là and và như vậy đồng thời là status 1 bằng 1 n tức là đồng thời thứ hai cũng bằng một đó, thì đây chính là cái điều kiện để cho là gì, khi mà cả hai cùng bằng một thì nó mới dừng lại, không không nó không dừng lại nhé. Chúng ta đưa này vào đây đó, thì đây là cái điều kiện là khi mà cả hai cùng tới đích thì trọng tài mới chờ cho đến khi như vậy, chờ đến khi cả hai người cùng tới đích thì trọng tài mới thông báo nhé. Thông báo như sau này. Ở đây chúng ta thông báo như sau, chúng ta chỉ thông báo như sau là nếu mà An mà thắng thì báo là An thắng, nếu Bình thắng thông báo là Bình thắng, còn nếu hai bạn mà chạy với thân bằng nhau thông báo là hai bạn là hòa nhé. Thì như sau này chúng ta dùng lệnh sau đây nhé, chúng ta dùng cái lệnh này if hết nhé, if nhé, đầu tiên là if này. Nếu như tôi làm cái nhỏ hơn nhé, nếu như ở đây, nếu như cái thời gian chạy T1 mà nhỏ hơn T2 thì là cái gì? Nếu T1 nhỏ hơn T2 chứng tỏ là An chạy nhanh hơn Bình và người này sẽ thông báo là An đã thắng. Đấy, thông báo như sau, thông báo là An đã chiến thắng. Bạn An
thắng nhé, và tôi cho là 5 giây cho nó thích. Sau đó tôi làm cái ít nữa thôi, làm hẳn 3 cái ít cho nó nhanh nhé, 3 cái ít cho nó hay. Ít thứ hai là gì? Ít thứ hai là nếu mà T1, nếu mà T2 nhỏ hơn T1 đấy, dùng này. Nếu mà T2 nhỏ hơn T1 thì thông báo gì? Thông báo là bình thắng, được không nào? Đấy. Tôi copy cái này xuống thôi. Thông báo là bình thắng. Bạn Bình đã thắng. Bạn Bình đã thắng nhé. Và nếu lần thứ ba nữa, nếu mà hai này mà chạy theo nó bằng nhau thì mà đây chúng ta sẽ copy xuống nhé. If lần nữa này. Đây, đây nhé. If ba cái if liền nhau nhé. Nếu if này mà hai bên mà bằng nhau, dùng cái này bằng nhau. Nếu mà cái if nếu mà T1 bằng T2 thì thông báo là hai bạn cùng chiến thắng. Đưa này xuống là hai bạn An và Bình cùng chiến thắng. Đấy, được chưa? Thì đây là cái đoạn chương trình mà rất đơn giản thôi, nhưng mà nó vẫn là nhờ thông điệp start này thì anh này bắt đầu đợi thời gian nhé. Mình làm lại thì cho làm lại thử nhé, xong đúng không nhé. Đây rồi, chuẩn bị này, bắt đầu đấy. Đấy, đợi ông này đến, đợi ông thứ hai đến thì mình thông báo nhé. Đấy, bạn An đã thắng, được chưa? Làm lại này, chuẩn bị chạy. Đây là tôi cho vào tổng ngẫu nhiên mà lúc mà chúng ta vừa mới làm xong chương trình đơn giản, tức là mô phỏng cái cuộc chạy thi giữa hai người, mà cuộc chạy thi này cũng 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 khá đơn giản, ta chạy từ trái sang phải thôi, không có gì phức tạp. Thì cái bài này chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng ra lên rất nhiều cách khác nhau. Chúng ta mở rộng ra như là cho phép chạy không phải là một vòng, chạy nhiều vòng, hay là chạy là có thể chạy một vòng, hai vòng, ba vòng, là chạy có thể chạy sang phải xong là quay về cạnh trái xong lại sang phải, cứ như vậy. Cho phép chạy là 5 vòng hoặc là 10 vòng thì mới là kết thúc. Nhưng mà đó là cái phần phần mở rộng thêm nhé. Đó, phần đó là phần chúng ta sẽ làm về nhà làm. Bây giờ chúng ta sẽ ghi lên lại ghi cái này lại. Hôm nay là bài thứ nhất là chạy thi nhá. Chạy thi nhìn trình đơn giản nhưng mà rất là hay. Phải sử dụng cái thông điệp và dùng cả các biến nhớ nữa, các bạn chú ý nhé. Bài tập kiểu như này là có rất nhiều đấy nhé. Được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một số lệnh nhà. Cũng đã có, chúng ta nên làm thêm một bài tập nữa nhé, một bài tập nữa liên quan đến cái liên quan đến thông điệp. Thì không thông điệp rồi thì chúng ta xử lý những bài tập nó rất là dễ dàng, không không có gì là khó cả. Bây giờ chúng ta cùng nhau nghĩ ra một cái kịch bản khác nhé. Này, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài tập mà để học tập nhé, để các bạn thấy nhé, bài tập môn tập học tập, nhưng mà ta phải dùng nhiều cái thông điệp khác nhau. Rồi bây giờ ta điêu một cái nhé, bây giờ ta làm một cái bài tập như sau, một cái trình như sau, tức là bài tập tập đếm, được chưa? Tức là quả bóng sẽ nhảy từ dưới lên trên nhé, sẽ bay từ 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 bay từ dưới lên trên. Một quả bóng như vậy thì chúng ta nó sẽ chúng ta là cho quả bóng, nó là nó mang trong nó sẽ có hệ trong trong nó một cái con số ngẫu nhiên ở bên ở bên trong từ 1 đến 10 thôi, ví dụ như vậy. Nếu mà người dùng phải nháy vào quả bóng, nháy quả bóng mà đúng ấy, thì có âm thanh vang lên là cái số của quả bóng đó.
Yeah. Nhưng mà chúng ta sẽ làm quả bóng với số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta tạo ra 10 con số như vậy nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế cái bài toán đó nhé. Đây là bài toán tập đếm nhé. Tập đếm. Nhưng mà chú ý là cái người mà nói là người khác. Khi người dùng mà nháy vào quả bóng thì quả bóng nó sẽ bốp một cái và nó vỡ ra, là nó biến mất. Sau đó nó lại nhảy lên từ từ, tức là trôi lên từ dưới nhé. Nhưng mà khi bốp một cái thì giáo viên ở đứng ở đó, giáo viên thông báo là một hai, giáo viên sẽ là người nói nhé. Giáo viên nói sẽ là một hai ba, mà tập đếm và chúng ta sẽ nghe cái âm thanh đó. Đây là cái bài một trò chơi đơn giản thôi, nhưng mà là một trò chơi tập đếm, thấy chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ tạo ra quả bóng. Quả bóng nó sẽ bay từ dưới lên trên với vị trí ngẫu nhiên, được chưa? Đó, ngẫu nhiên nhé. Và chúng ta tạo ra hình ảnh của một cô giáo. Đây, chúng ta tạo ra cô giáo ở đây nhé. Cô giáo sẽ đứng ở đây. Đấy. Không sao, không ảnh hưởng gì cả. Được chưa? Chúng ta cho điểm. Khi bay lên trên này mà người trẻ em ấy mà không bấm được đúng quả bóng ấy thì sẽ bị trừ điểm. Bên đây sẽ bị trừ điểm. Còn nếu mà đúng quả bóng thì sẽ được một điểm, một điểm. Quả bóng này sẽ phải có hiện ra một con số ngẫu nhiên ở trên quả bóng. Thấy chưa? Được rồi. Mà đây là bài vừa tập nháy chuột, vừa tập đếm, mà là vừa một cái trò chơi vui nhé. Và thời gian chơi của trò chơi này là 60 phút. Được chưa? Mà chúng ta chú ý nhắc lại này, cái bảng nhé, là ở phía dưới luôn có một quả bóng là bay lên, từ từ bay lên. Quả bóng nó sẽ treo một con số ở trên quả bóng đó, để treo là số 1, số 2 hay số 3 hay số 4 gì đó, đúng không nào? Mà chúng ta sẽ nháy vào. Chúng ta phải nháy nhanh vào. Nếu mà được quả bóng bay lên trên ấy thì nó cũng biến mất mà chúng ta bị trừ điểm. Còn nếu chúng ta nháy đúng thì nó kêu pop một cái và cô giáo đồng thời đọc lên cái số đó, chúng ta chú ý nhé. Quả bóng sẽ biến mất và chạy lại từ phía dưới. Đấy, như vậy tổng kết bài toán như vậy nhé. Được rồi, thế như sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ quả bóng đây và chúng ta sẽ vẽ lại hình quả bóng nhé. Chúng ta sẽ quả bóng của chúng ta vì tôi muốn là quả bóng sẽ hiện ra con số ở trên rồi, thì tôi sẽ vẽ đi các con số nhé. Thì quả bóng số 1 sẽ là ghi số 1. Thôi được, số 1, số 2, số 3 đến số 10 thì thôi nhé. Số 10 thì thôi nhé. Đấy. Chúng ta dùng cái lệnh là duplicate ra này. Để số 4 nhé. Đây là số 5 nhé. Đây là số 6 nhé. Tôi có thể kéo xuống cho nó không bị trùng lặp. Được chưa? Đây là xanh vàng này, vàng này. Xong chúng ta lại duplicate lần nữa nhé. Đây là vàng xanh 7 rồi nhé. Cho đến 10 thì thôi, đây là 8 nhé. 8 chúng ta đưa cái này xuống. Mười chưa? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy chúng ta có đủ 10 quả bóng rồi đấy nhé. Thì làm như sau này. Bây giờ quả bóng số nào thì tôi sẽ vẽ trên đó một con số nhé. Đây tôi dùng, được rồi, tôi vào đây. Tôi vào đây và tôi gọi một số vào đây. Dùng cái màu. Đây là số mà. Dùng cái màu đỏ nhé. Mã số. Ô. T. Để tôi vẽ ra ngoài trước nhé. Đây là màu không. Đợi tôi một chút. Chưa vẽ được số lại này. Rồi, đây là số 1 nhé. Bây giờ tôi sẽ cho nó to ra này.
To chưa? Nhé. Một này. Một đúng không? Bây giờ sang sang số 2. Số 2 tôi lại bấm lên tôi có số 2. Đấy, số 2 tôi để vào đây nhé, số 2. Đấy. Đấy. Nhưng mà chúng ta phải chịu khó một chút nhé. Số 3 đây. Chọn thì gõ số 3. Và chúng ta sẽ phóng to ra mình thấy. Vậy các bạn sẽ phải học một chút cái kỹ năng. À, kỹ năng để mà chúng ta mà sửa những cái hình cũng vào đây. Và chúng ta sẽ gõ số 4. Số 4. Phóng to ra một tí cho nó dễ. 4 đây nhé. Rồi. Đây là số 5. 5. À, nhìn, nhìn cũng vẫn rõ như thường nhé. Số 5 này, số 6 này, số 6, số 6 đến số 7, số 7, số 7, số 8, số 8. Số 8, số 9, số 9 thì lại ra số 1, thế nên mình gõ nhầm đúng không? Trên này thế này, à nhầm, ở đây mới là 1 này, à, lại nhé, ở đây mới là 1, gọi là bị nhầm, sao? Được chưa? Như vậy là 6, 7, 8, 9, chỗ này phải sửa chỗ này là 9. Rồi, tiếp theo đề số 10. Màu này hơi bị tối quá, tôi sẽ chuyển cái màu này thành màu màu khác đi. Đẹp hơn. Nhưng cái những cái màu này tôi chuyển thành màu này. Đấy. Đó. Để cho mấy đây số 5 nhé. 5 tôi sẽ cho màu sáng thì ô. À, chưa chọn. Rồi. Đó, chúng ta vừa mới vẽ xong cái này nhá. Rồi, vẽ xong cái này rồi, vì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành này. Thì tôi muốn là giáo viên sẽ là người hô đọc cái số là 1, 2, 3, 4. Rồi thì phải làm như sau này. Bây giờ tôi sẽ phải vào giáo chuẩn bị nhé. Tôi phải vào giáo viên và tôi sẽ thu âm. Thu âm cái giáo viên này. Tôi sẽ là người nói mà. Tôi sẽ vào âm thanh đây và tôi sẽ phải thu âm đọc con số từ 1 đến 10 nhé. Đơn giản các bạn làm cùng tôi làm đơn giản lắm. Tôi xóa đi nhé, bắt đầu này. Chúng ta vào chỗ này chúng ta thu âm này. Nhé. Đây chúng ta thu âm nhé. Đây. Bắt đầu này. Một, đây, chúng ta thu âm nhé. Chúng ta thu âm nhanh thì không có gì. Một, một, đấy. Chúng ta ghi đây là số một, một dễ nhé. Rồi, thế là thu âm số số thứ hai này nhé. Hai, à. Bạn làm cái làm hai. scratch thì không thể không làm đến cái làm gọi làm không thể không không làm dữ liệu là hình ảnh và âm thanh. Chúng ta bắt buộc phải học cái kỹ năng đó nhé. Một cái chương trình Scratch làm một cái sản phẩm số thì nó không phải chỉ có là cái phần tương tác bình thường lập trình mà nó là cái kênh hình kênh âm thanh là rất quan trọng. Chúng ta vẽ hình càng đẹp, âm thanh càng càng, càng tốt thì trình của chúng ta nó càng càng có chất lượng. Thì tôi làm mẫu thì không, tôi chỉ là làm cho đơn giản thôi. Còn thực tế khi các bạn làm chương trình các bạn làm thật cẩn thận chỉn chu. Rồi đây số 2 này, đi sang số 3 này. 3. Đây nhé. 3. Rồi. Vậy hơi mất công một chút. 3 nhé, tiếp theo này. 4. 4. 4 nhé.
Tiếp theo. 5. Năm. Năm. Tiếp theo. Sáu. Sáu. Đây là sáu này. Bảy. Đấy. Bảy. Bảy. Tám. Tám. Sao xong rồi, chịu khó một chút thôi. Chín. Chín. Rồi. Xong tiếp theo là 10, cái cuối cùng này. 10. Đấy, 10 nha. Ồ. 10. Rồi. Đấy, nhưng mà chúng ta vừa mới làm xong để như vậy là những cái hình ảnh này rồi âm thanh này là những cái là những tài nguyên. Một cái trình SCAD là phải có tài nguyên. Nó cần được, nhưng mà cái lập trình SCAD nó rất là khác biệt cho so với lập trình bậc cao nha, như là lập trình Pascal hay là C hay là lập trình thuật toán nó khác. Đây ở đây nó không mang tính thuật toán nhiều mà nó là mang tính STEM là rất là nhiều. Rồi thưa chúng ta bắt đầu này như sau này. Khi mà bắt đầu chơi nhé, thôi chúng ta bây giờ làm khi bắt đầu chơi này thì ở phía dưới quả bóng xuất hiện là ngẫu nhiên ở phía dưới và từ từ bay lên, chờ chúng ta sẽ nháy chuột nhé. Chúng ta nháy chuột thì quả bóng nó sẽ, giờ chúng ta chuyển cho quả bóng trước nhé. Đây. Chúng ta lập trình luôn thôi, không không cần phải, không cần phím space nhé. Cũng cần chứ đúng không? Thôi chúng ta đặt là phím space đi, bắt đầu đi nhé. Như vậy chúng ta đặt là ban đầu, khi chúng ta bắt đầu khi bấm nút này là bắt đầu chuẩn bị chơi thì giáo viên sẽ nói là các em chuẩn bị trò chơi, các em sẽ chuẩn bị trò chơi là nháy chuột và nháy chuột học đếm. Đây, cái phần này đặt tên là nháy chuột học đếm nhé. Khi bắt đầu trò chơi thì chúng ta cho con bóng này là gì, nó ẩn đi, chúng ta vào cái looks và cho nó ẩn đi. Đấy. Được chưa? Khi bắt đầu chơi đây, chúng ta vào sân khấu, và sân khấu là cái nơi mà điều khiển đường về chơi nhé. Đây, khi mà người dùng nháy vào phím space thì sân khấu ra cái broadcast, cái gọi là ra cái thông điệp là start, bắt đầu. Start. Start. Bắt đầu. Bị lỗi. Làm lại, làm lại. Toàn bị lỗi start này. Đó. Và đây tôi cũng làm thêm, mà chúng ta cho thêm biến thời gian. Khi mà hết thời gian thì hết 60 phút thì dừng lại. Chúng ta tạo cái biến là biến time để kiểm tra cái thời gian chạy của chương trình. Đấy, để như này. Nhưng mà chúng ta có nhìn thấy cái số 0 ở đây nhé. Để cái này vào giữa đi. Cái này về bên này nhé. Hết 60 phút thì dừng lại. 60 giây thì dừng lại, được chưa? Rồi thì làm như sau này. Đây. Cho là lập trình cho sân khấu này. Khi bắt đầu chơi này thì sân khấu sẽ là cái nơi điều khiển. Sân khấu sẽ đặt cái biến style bằng 0 nhé. Đấy. Và cái và sân khấu này sẽ luôn đếm cho đến khi mà cái time bằng 60, thì làm như sau. Sân khấu sẽ lặp liên tục cho đến khi đấy, lặp liên tục cho đến khi cái time này bằng 60 thì dừng lại. Đây. Cho đến khi cái thời gian của chúng ta là 60. Chúng ta kéo cái này ra. Mình chơi đúng là 60 giây nhé. Đấy. Và chỗ này là cái chỗ đếm. Lặp gì, lặp liên tục cái việc đếm giây. Đây sẽ là wait một một giây và tăng cái biến đếm, tăng cái biến time lên, change time lên một đơn vị.
đây là cái chương trình, và khi mà xong rồi thì sẽ dừng dừng hết lại chương trình, dừng dừng thì như sau nhỉ, dừng thì chúng ta cho dừng này, hãy dừng thì chúng ta sẽ cho cái thông điệp là kết thúc hay hơn nhé, chúng ta gửi cái thông điệp là kết thúc. Kết thúc thì quả bóng nó sẽ ẩn đi. Đấy, thế này là hợp lý nhất nhé. Đó. Như vậy là khi mà người dùng mà nháy vào phím Space thì sân khấu là cái nơi mà gửi thông điệp Start. Được chưa? Chỗ này xin lỗi, chỗ này không bạn, chỗ này phải sửa lại. Cái này khi bắt đầu chơi đặt Start bằng không. Còn khi mà nhận thông điệp Start đó, nhận thông điệp Start thì mới gì bắt đầu đếm, bắt đầu đếm, bắt đầu tăng thời gian, bắt đầu đếm thời gian và đếm thời gian cho đến khi mà time bằng 60 để dừng lại. Khi dừng lại thì gửi thông điệp là kết thúc. Đó. Như vậy chỗ này lập trình lại là đúng rồi nhé. Đây là khi người dùng nháy phím space thì gửi thông điệp start là bắt đầu chương trình, bắt đầu trò chơi. Còn đây là cái chỗ của đoạn chương trình là khi mà bắt đầu trò chơi, bắt đầu chơi thì bắt đầu đếm thời gian. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta lập trình cho quả bóng này. À, khi bắt đầu chơi thì quả bóng sẽ hiện ra và sẽ di chuyển từ dưới lên trên liên tục đây, chúng ta làm nhé, chúng ta lập trình cho quả bóng này. Ban đầu khi mà khi người dùng nháy và khi người dùng nháy vào cái lá cờ thì quả bóng sẽ ẩn đi và khi nhận được thông điệp start thì bắt đầu chơi đó, thông điệp start được chưa. Đấy, thì như sau này quả bóng sẽ như sau này, quả bóng sẽ liên tục là như sau mà sẽ hiện ra này, nhận thông điệp là start thì sẽ hiện ra nhé, đây dùng cái lệnh lux và nó sẽ hiện ra, khi nào mà kết thúc thì nó sẽ lại ẩn đi đó, hiện ra và sẽ liên tục bắt đầu nhé, và quả bóng sẽ hiện ở phía dưới, chúng ta cho quả bóng như sau, quả bóng sẽ lập tức là go to đến cái vị trí ở phía dưới cùng màn hình, tức là y sẽ bằng là trừ trừ 180, y là cái vị trí nhé, x thì là một cái vị trí ngẫu nhiên từ đây sang bên này, nhưng x thì sẽ là một cái vị trí ngẫu nhiên từ vị trí này, từ vị trí này là khoảng bao nhiêu, chỗ này là âm 125 đi, trừ 125 mà sang bên phải là cái chỗ này là 180, y sẽ chạy khoảng từ trừ 125 đến 180 để mình luôn nhìn thấy nó ở khoảng này, không nó nằm ở chỗ này đấy nhé. Rồi đó, như vậy là đây là vị trí bắt đầu của bóng, và quả bóng như sau này, đây chúng ta bắt đầu chỗ này bắt đầu khó này, quả bóng sẽ phải chuyển đến một cái vị trí một, hiện ra cái hiện ra cái trang phục là cái số thứ tự của quả bóng này, thì cái số này là cái số mà tôi cần phải đếm đấy, thì tôi đặt một cái biến nhớ để làm chuyện đó, đặt cái biến có tên là number hay là số number, năm number nhé, đây là cái biến số rất quan trọng. Đấy, thì số này ẩn đấy nhá. Thì biến số này là cái biến tổng thể. Khi bóng nó bay lên, người dùng nháy vào thì dựa vào biến số này thì giáo viên sẽ nói nhé. Như vậy ban đầu tiên thì chúng ta đặt cái biến số là gì? Đặt cái biến số của chúng ta biến number là cái biến ngẫu nhiên, là cái biến ngẫu nhiên từ 1 đến 10. Đó. Được chưa? Đó. Thì đây là khi mà bắt đầu start này, quả bóng hiện ra này, xuất hiện ngẫu nhiên ở phía dưới này nhé. Phía dưới này và number là đặt bằng cái gì, đặt bằng một số ngẫu nhiên đấy, sau đó là như sau, sau đó là quả bóng sẽ luôn vào lệnh forever và luôn nhảy lên trên nhé, rồi muốn nhảy lên trên chúng ta dùng lệnh gì, chúng ta dùng cái lệnh là chain y nhé, chain y quả bóng mà bay lên trên mà hướng bóng là vẫn hướng ra bên phải, không phải có lên trên, cho nên tôi phải dùng lệnh này, muốn cho bóng lên trên tôi phải dùng cái lệnh sau đây, phải dùng cái lệnh là chain y đấy, chain y bay liệu bay 5 hay bay 10 chẳng hạn, tôi muốn cho nó chạy chạy với vận tốc là ngẫu nhiên thì tôi làm như sau, tôi cho nó chạy với cái pick random, chain y bay là từ 5 đến 10 chẳng hạn, thì nó sẽ nhảy lên chạy lên với vận tốc là ngẫu nhiên, lúc nhanh lúc chậm đó. Bây giờ nếu mà gặp cạnh ở phía trên nhé,
thì là chúng ta bị trừ một điểm mà nó sẽ lại phía dưới thì như sau. Để dùng lại sau đây nhé, if này. Đấy. Nếu mà quả bóng này mà hiện lên lên đỉnh nhé thì nó sẽ lại ở phía dưới với một con số khác thì như sau. Đây. Nếu quả bóng nếu mà đây nếu mà chúng ta dùng cái người ta lên không nhé. Nếu mà cái quả bóng hiện phía trên, tức là nếu mà cái e position, nếu mà cái tọa độ y của nó nhé mà lớn hơn 180, chúng ta nhảy lên trên đấy, nhảy lên trên. Thì chỗ này là chỗ là phải trừ điểm đấy nhé, nhưng mà tôi làm cái trừ điểm sau. Nếu mà lên trên thì nó xuất hiện lại phía dưới với một con số khác thì làm như sau, nó xuất hiện lại, tôi phải copy cái này lại để copy cái lại hai lại với nhau, à, copy duplicate lại cái này à, đúng đây. Đấy. Như vậy là nếu mà xuất hiện phía trên thì go to x là xuống phía dưới và lại bay lại lại lại, lại bay lên trên. Vì chúng ta thấy nó bay nhanh quá, tôi cho chậm lại nhé, cho nên nó là từ 3 cho đến 6 thôi, cho nên nó chậm lại. Đấy. Thử nào. Đấy. Nên là vừa đúng không? Rồi, bây giờ muốn cho hiện số làm như sau. Đây. Muốn cho hiện đúng số làm như sau, chúng ta dùng cái lệnh là chuyển cái trang phục sang đúng số đó. Chúng ta dùng lệnh là switch custom to. Đấy, to cái gì? Switch custom to cái gì, chuyển chuyển trang phục đến cái vị trí là chính là number, chúng ta đưa cái number này vào. Các bạn thấy cái này là cái đặc biệt nhé, tức là cho phép chúng ta cho phép là chuyển sang cái vị trí là số mấy từ 1 đến 10, switch custom to number. Đấy, cái này là cái đặc biệt nhé. Đây, chúng ta đưa vào đây một cái này, đây này đó, và đường đây này. Đấy. Cái này là số 2 nhé, số 9 nhé. Nhưng nó là ngẫu nhiên đấy, số 9 lại số 3 nhé. Đấy. Thấy con nào? Đó. Thì chúng ta vừa mới lập trình gần xong một cái phần của bóng nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ lập trình tiếp theo này. Khi mà người dùng mà nháy chuột vào cái quả bóng thì quả bóng sẽ kêu pop một cái. Kêu pop một cái và ẩn đi và hiện lại ở phía dưới, hiện lại phía dưới thì đúng hơn. Đồng thời giáo viên là thông thông báo số đó. Đây, chúng ta lập trình phần khó hơn. Khi mà chúng ta nháy chuột quả bóng thì lập tức quả bóng phát một thông điệp cho giáo viên. Giáo viên nhận thông điệp, giáo viên sẽ nói cái câu đó, nói là 9 hay là 10 hay là 3 4. Đồng thời quả bóng nó sẽ kêu pop một cái và nó sẽ lùi xuống đến hay lại phía dưới. Rồi, chúng ta làm việc đó như sau nhé. Đây. Quả bóng này nhé. Bây giờ là if nhá, đây họ dùng lệnh này. Dùng cái lệnh là đây, dùng lệnh là when this sprite click, tức là khi người dùng mà nháy chuột lên quả bóng thì làm cái gì đó. Khi người dùng nháy chuột lên quả bóng thì quả bóng sẽ lập tức là kêu pop một cái. Đây, chúng ta dùng lệnh này kêu pop một cái và quả bóng sẽ gửi một thông điệp cho giáo viên. Chỗ chúng ta chú ý nhé, để giao tức thời, quả bóng sẽ gửi một thông điệp cho giáo viên. Đấy. Thông điệp này có kêu tùy tên đặt tên nhé, đặt tên thông điệp này là nói nhé, là giáo viên nói đấy, hay là thông điệp là tùy các bạn đặt tên nhé, thì là pop cho nó hay. Đây chúng rồi, bọc một cái là nhé. Như vậy vừa mới đồng thời vừa âm thanh là pop, đồng thời vừa gửi thông điệp là pop. Khi gửi thông điệp là pop này thì giáo viên sẽ nói nhé, chúng ta làm sao khi mà phát ra tiếng pop thì quả bóng sẽ ẩn đi, chúng ta cho ẩn đi một chút này. Chúng ta cho nó ẩn như sau, chúng ta dùng cái vào cái đây cho nó ẩn đi khoảng một nửa giây thôi, hai nó lại sâu trở lại nhé, ẩn đi một nửa giây được rồi. Chúng ta cho nó ẩn đi vào cái lệnh gì, vào cái lệnh là control đây, chúng ta vào cho nó ẩn đi một giây này, một giây sau đó là hiện trở lại và đặt lại cái này, chúng ta copy lại cái này. Đấy. Và hiện trở lại ở phía dưới với cái số number là cái số ngẫu nhiên và chuyển vào đây, chúng ta đưa xuống dưới này, nó là chạy tiếp tục thôi. Đó. Được chưa, tôi làm thử các bạn xem nhé. Bắt đầu này, bấm space này. Đấy. Đấy. Thấy không nào? Đấy. Thấy không nào? Cái nó sẽ pop một cái là nó sẽ lại, được chưa? Đó, như vậy chúng ta lập trình gần xong cái phần này đấy nhé.
Rồi bây giờ chuyển tiếp theo này, khi mà chúng ta mà nháy đúng quả bóng nhá thì nó kêu pop một cái và gửi thông điệp pop, thì giáo viên sẽ nói đây, giáo viên đấy, giáo viên mà khi nhận thông điệp là pop, đây là pop nhé, là pop, thì giáo viên sẽ nói, giáo viên sẽ phát âm thanh đây, play sound, phát âm thanh cái gì, phát âm thanh là cái số number, thấy rất là hay nhé. Cái âm thanh có thể đánh số này, và chúng ta có thể đưa vào cái số và âm thanh chúng ta đưa vào đây, chúng ta kéo cái âm thanh này ra, number, đưa vào đây luôn. Như vậy là giáo viên sẽ phát âm thanh thứ number, cái thứ tự là number, chính là cái số tự trên quả bóng này. Đấy. Làm như ta thử nhá. Sáu, Đấy. bốn, Đấy, thấy chưa? Nghe rõ chưa? năm, Đấy. hai, bốn, À. mười, 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 Đó. sáu. Anh biết rồi, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục cái chuyện là đo thời gian và dừng chương trình, và tiếp theo nữa là gì, là chúng ta sẽ cho điểm. Nếu mà quả bóng này đánh đúng quả bóng thì được được tăng lên 1 điểm, còn nếu mà lên đây không đánh kịp thì sẽ bị trừ đi 1 điểm, và lập trình mất cái chuyện là nó kết thúc thì chúng ta sẽ cho xin dừng lại, được chưa? Thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái biến nhỡ là cái biến điểm, điểm số nhé. Rồi thì ban đầu điểm số sẽ là zero, đây chúng ta đặt là chúng ta có thể dùng vào cái này đi, vào sân khấu đi, và chúng ta đặt cái ban đầu điểm số sẽ để ở giữa nhé, điểm số đấy, điểm số chúng ta cho cái đặt điểm số bằng không ban đầu đây này. Đó. Ban đầu nhé, điểm số bằng không đây nhé. Đó. Rồi bây giờ chúng ta làm như sau, nếu mà nháy trúng quả bóng đây, nếu nháy trúng quả bóng ở đây nhé, thì lập tức là trên cái điểm số by một tăng điểm số lên lên 1 đơn vị, hiểu không nào? Chúng ta đưa ngay vào ngay sau cái chữ này. Đấy. Đây là nếu đúng nhé. Đấy. Còn nếu trượt đây này, nếu mà quả bóng bay lên nhưng mà y position mà vượt quá 50 là trượt, chúng ta sẽ cho cái lệnh là trừ điểm trên điểm số by trừ một, chính là cái lệnh là trừ điểm. Trừ điểm. Chúng ta đưa vào đây. Đó, đưa vào đây. Nhưng mà chỗ này là chỗ mà là trừ điểm, chỗ này là chỗ cộng điểm, cộng điểm, được chưa? Bây giờ chúng ta làm tiếp tục thêm một lệnh nữa là khi mà nhận được kết thúc ấy thì dừng lại, khi mà kết thúc là như sau, khi mà hết thời gian tôi vào chỗ, tôi vào cái chỗ sân khấu nhé, như này, khi mà hết thời gian thì nó thông broadcast kết thúc, khi mà kết thúc thì cho bóng ẩn đi, như vậy không ai không làm gì nữa. Rồi chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ cho cái lệnh là nếu mà nhận được thông điệp là kết thúc đó thì bóng nó sẽ ẩn đi, qua chương trình là kết thúc nhé. Chúng ta cho gì, chúng ta cho như sau, nhận được kết thúc chúng ta cho cái bóng nó ẩn đi, như vậy kết thúc không chơi nữa, và lúc đó giáo viên sẽ nói một câu là chúc mừng em đã hoàn thành trò chơi. Đấy, chúng ta vào giáo viên như sau, khi nhận được kết thúc đấy, thì giáo viên sẽ nói một câu thôi là chúc mừng em. Vào lúc giáo viên sẽ nói là chúc mừng em đã hoàn thành, chúc mừng em đã hoàn thành trò chơi đấy, được chưa? Bây giờ chúng ta làm thêm một lệnh nữa nhé, khi bắt đầu vào chơi thì giáo viên sẽ nói là em chuẩn bị, em hãy bấm phím space để bắt đầu trò chơi đấy. Chúng ta vào cái lệnh này đây, và giáo viên sẽ thông báo bằng chữ như này là em hãy bấm phím space để bắt đầu trò chơi là nháy nháy bóng học đến. Học đến nháy chuột, học đến nhé, nháy chuột tập đến đó. Nhưng mà thêm một chút nữa, khi bắt đầu chơi thì cái dòng chữ này sẽ phải mất đi đấy, nhưng mà tôi sẽ làm thêm lệnh nữa, như vậy rất nhiều lệnh luôn đấy. Chúng ta có thêm lệnh là khi mà bắt đầu,
khi mà bắt đầu trò chơi, khi bắt đầu bóng bắt đầu chạy chơi thì cái dòng chữ này sẽ phải mất đi. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta vào cái lệnh save và chúng ta xóa đi, xóa đi. Đó. Đấy, nhưng mà thấy nhiều không? Mà càng ngày nó càng phức tạp ra nhé. Mà tưởng đơn giản thôi nhưng mà hóa ra là khá nhiều lệnh luôn. Đó. Vì chúng ta chơi thử này, nhé. Bắt đầu. Thì bắt đầu giáo viên sẽ nói câu này. Chúng ta cho cái này sang bên phải để nhìn thôi. Đó, bên này nhé. Đấy. Bắt đầu như này nhé. Là không to này. Đấy. Lại này. Bắt đầu này. Đấy. Vì chúng ta sẽ bấm phím space bắt đầu này. Đấy. 6 4 Giả sử bấm trượt nhé. Đấy. Sẽ bị trừ điểm ngay. Ô, điểm số bị sai rồi này. Sẽ là trừ 9 thế này. 6 À, bị sai. Tức là số bị sai. Đấy. Thì khi nháy chuột nó mới được thôi. Bị lỗi nhiều quá đấy. Bị 2 lỗi nhiều quá. Ô, điểm số mà tăng kinh hoàng như kia. Thì chúng ta sửa lại phần điểm số nhé. À, điểm số chỗ này. Kiểm tra lại xem sao nó lại lên nhiều thế. 9 1 À, bị trừ nhanh quá nhiều nên ta kiểm tra lại. Đây đây chỗ này nha. Tức là nó bị trừ liên tục.6 Đấy, bị sai 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 chỗ này. Mình gọi cùng tôi cùng chúng ta kiểm tra cái chỗ sai nhé, sai ở đâu nhé. Nào, cùng tôi kiểm tra nào. À đây này. À đây đúng nhé. Trên, nếu mà yêu mà vượt lên trên thì có kiểm tra cho nó sai ở đâu nhé các bạn nào. Đây do cái chỗ này đây này, khi mà chúng ta đánh mà hai khi chúng ta bấm vào đây nhé thì nó ẩn đi nhưng mà nó vẫn chạy lên, thế là nó vẫn chạy lên, bạn thấy biết không, nó vẫn chạy lên nhưng mà nó ẩn đi thôi. Khi nó ẩn nó chạy lên nên thì nó sẽ vượt quá và cái nó sẽ y của nó, cái tọa độ y của nó sẽ vượt quá là 180 và nó sẽ luôn bị trừ đi, nó lên trên nó bị trừ đi, liên tục nó bị trừ đi. À, như vậy là cái ở chỗ này chúng ta làm cái ở chỗ này là nó không chặt chẽ lắm này nhé. Cộng vào thì ok, rồi chúng ta nháy chuột vào thì điểm cộng thì chạy lại một tí, các bạn xem nhận cái lỗi này. 9 Đấy, bị trừ liên tục không nào. 6 Đấy.8 Đó, lỗi là do cái này. Là do mà chúng ta chỉ ẩn đi thôi. Ẩn đi nhưng mà bản thân nó vẫn chạy lên trên nhé. Bản thân bóng nó vẫn chạy lên trên. Vẫn chạy lên trên nhưng mà bị ẩn đi. Khi ẩn ẩn đi thì lên trên này, khi vượt quá lên lên đây đây vượt quá 180 thì đây nó mới chạy và nó liên tục nó trừ điểm ở chỗ này, thành ra trừ nhiều quá. Do đó bây giờ tôi sẽ phải lập trình lại cái chỗ mà bị trừ điểm đó, tôi phải lập trình lại chỗ này. Mà không thì như sau nhé, lập trình lại như sau này là mỗi làm sao này, mỗi lần trừ là trừ một lần thôi, là trừ một lần thôi, không thể trừ nhiều được chưa. Thì làm thế nào bây giờ để cho chúng ta bị trừ điểm nhỉ? Bây giờ nếu mà chạy lên trên, à nhìn tôi nha, nhầm ở chỗ này này, y bằng trừ 80 vượt lên trên nhé, phụ nhầm rồi, vượt trên thì nó sẽ phải vẫn phải xuống đây chứ nhỉ,
Nó phải âm F thì sao nó lại bé đấy nhỉ? Để đây kiểm tra một chút nhé. Không nháy vào thì không sao, nó không bị trừ điểm. À, bị trừ điểm đấy. Trừ 2. À, vẫn là trừ đi. Trừ 3. Như vậy việc trừ này là đúng này, chỉ có bấm đây. Đấy, Hai. như vậy là nháy vào là cứ nháy vào là lỗi nhé. Trừ đi 1 này. Chúng ta kiểm tra lỗi nhé. Ba. Đấy. Vậy cứ nháy vào là nó lại trừ một đống luôn. Không không như vào thì là trừ đúng nhé. Bảy. Đấy, như vậy là lỗi chỗ đó. Bây tôi sẽ kiểm tra xem vì sao lại thế. Một. Như vậy là chỗ này này. Đấy. Và như này nhé, đây là tôi làm lại cho các bạn xem nhé, chỗ này nhưng mà chỗ này là bị lỗi này. Hai này, tôi sẽ phải làm như sau này. Khi mà nó kêu nháy vào này. Để tôi cùng các bạn làm lại tí nhé. Khi pop này làm xong một chút đi. Tôi đưa cái này lên trên này để cho phát âm này. Còn được rồi. Pop này, điểm số này. Sau đó là tôi sẽ phải là hai. Ngay sau khi hai tôi phải đưa cái này lên luôn. Đấy. Đưa lên sau đó thì mới wait. Chờ. Kiểm tra lại đúng nhá. Tức là mọi lúc nãy là tôi để lệnh như này. Thì khi mà nó ẩn đi này, ẩn đi nó vẫn chạy lên trên. Thì đủ trong một giây nó đủ lên rất cao rồi, lên cao nó mới trừ điểm rất nhiều, nhưng mà tôi sẽ phải bỏ cái này ra và khi mà hai một cái là tôi lùi xuống luôn. Nhanh. Để xuống đáy luôn. Và tôi đợi nó, đợi cho nó không không lên nữa. Đấy. Đấy, phải này mới đúng này. Thì chắc đúng rồi, làm lại cho các bạn xem nhé. Đây kiểm tra này. Chín, Vẫn bị lỗi. Chà. Vẫn mười, bị lỗi nhé. Nhiều khi là rất là ba, khó xử luôn nhé. Để kiểm năm, tra xem lỗi ở đâu nào. Đây là mặc dù là tôi có thu xuống dưới thế này nhưng mà ở trên này nó vẫn đấy, ở trên này nó vẫn lên trên đấy, nhưng mà nó bị lỗi chỗ này đấy. Cái bản chúng ta đưa ra là thành ra xử lý hơi bị khó, nhưng tôi coi lại tôi một chút nhá. Trông tưởng là đơn giản hóa ra lại hơi hơi phức tạp một chút. Làm sao mà chúng ta để nó bị đẩy lên mà nó chỉ trừ một lần thôi, nên bây giờ chúng ta cùng nhau đi cái này một chút nha. Đúng là mà tôi nó go to xuống thật. Nhưng mà cái lệnh này nó vẫn chạy. Cái đề này nó vẫn chạy và nó vẫn đi lên. Mà đi lên thì nó sẽ đi lên thì nó bị thôi, đành tôi đành phải bỏ cái này ra vậy, không không để lệnh ui này nữa nhé, tôi bỏ lệnh ui này đi vậy, bỏ cái đèn đi vậy, bỏ không không đành phải như này nhé, xem nó có đỡ hơn thế nào không nhé. Đây đợi một tí nha. 10, 9, 3, Chưa. Đấy, 8, đúng hơn rồi đấy. Ở đây mình để cái lệnh ui nó bị 5, hay trừ 3 còn 2 này, trừ tiếp này. Đấy, 1 này, trừ tiếp nó sẽ là nhà 0 này, trừ trừ 1 này. Được chưa? Tôi 2, xin 8, 3, 10, một chút 2, nhá, nhưng mà tôi 3, 8, 9, 6, 10, 9, 10, 2, rồi, đúng 3. rồi đấy. Nhưng mà chúng ta vệ sinh một chút, chúng ta phải sửa lại cái bảng một chút, là khi nháy bóng thì nó sẽ hiện luôn ở phía dưới luôn và nó không chờ một giây nữa nhé, không cho phép nó chờ một giây để nó hiện lại, thì trong thời gian chờ đó, ẩn đi đó thì thực chất vẫn bay lên và nó bay lên thì nó mới bị trừ điểm, nhưng mà chúng ta phải sửa lại kịch bản một chút. Được rồi, cái này xong rồi đấy, bây giờ chờ một chút cho nó đủ 60 nó dừng cho nhá. 54 này, 55 này, 56 này, 57 giây này, 58 này, 59 này, 60 60 dừng lại. Chúc mừng em đã hoàn thành
À, trò chơi. Đấy các bạn, như vậy là tôi vừa mới hoàn thành một cái chương trình rất là tưởng là đơn giản thôi nhưng mà hóa ra cũng khá là phức tạp. Chương trình này chúng ta có thể vẽ lại, chúng ta có vẽ lại cái sơ đồ hoạt động của nó rất là hay. Bên chúng ta ghi lại đây là cái chương trình số 2 của hôm nay là trò chơi nháy chuột tập đếm nhé, nháy chuột tập đếm. Vậy một trò chơi rất đơn giản này thôi mà chúng ta thấy là nó khá phức tạp vì chúng ta muốn là gì, là không phải có bóng nói mà là cô giáo nói, cô giáo sẽ là người thông báo cái chuyện đó, cho nên nó hơi phức tạp một chút. Và có cái lớp lang của nó là khi bắt đầu thì như thế nào, cái start là ra làm sao và hết chương trình thì giáo viên sẽ thông báo như thế nào. Mà thấy không, đây là cái hết chương trình rồi mà cái ô này nó vẫn chạy này. Như vậy là nó không hay, nó tốt, tôi nhớ bây giờ chúng ta sửa một chút cho nó hết thẳng nhé. Chúng ta vào giáo viên. Như vậy khi mà giáo viên mà thông báo là chúc mừng em đã hoàn thành, đây này thì giáo viên cho thêm lệnh nữa đây cho kết hoàn toàn. Giáo viên thông cho cái lệnh là stop on thì nó sẽ dừng lại hoàn toàn. Giáo viên nói câu này cho phép, nói chung là trong 5 giây. Đấy, thì như vậy là đã hoàn toàn là kết thúc chương trình, hoàn toàn là mỹ mãn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ ghi cái này lại. Trò chơi số 2. Đấy, như vậy là tới giờ phút này là hôm nay là các bài hôm nay là bài số 8 thì các bạn đã coi như là đã biết được, tôi nói qua là tất cả những cái chức năng cơ bản nhất của cái phần gọi là phần 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 SCART cơ bản rồi đấy các bạn. Tức gì, tức là khái niệm biến này, các thuộc tính của nhân vật này, rồi là cách chúng ta cho nhân vật tạo âm thanh này, cho nhân vật này chúng ta có thể chỉnh sửa trang phục cho nhân vật này, rồi chúng ta các cái lệnh liên quan đến cảm biến này, khái niệm cảm biến là rất quan trọng. Phần cảm biến chúng ta còn rất nhiều chỗ chúng ta cần phải học thêm. Rồi tiếp theo là cái quan hệ giữa các nhân vật bằng hai cách, cách thứ nhất là dùng biến và cách thứ hai là dùng thông điệp. Thì đấy là tất cả những gì mà chúng ta đã học từ cái hôm đầu tiên đến giờ, hôm nay là buổi số 8 rồi nhé. Thì để kết thúc thì tôi sẽ nói thêm một vài lệnh nữa để chúng ta sẽ biết để biết nhé. Bây giờ tôi xin mô tả một quy trình đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta vào cái sensing này và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một chút nữa nhé. Thì tôi xin nói thêm cũng có một lệnh như này. Đây, bây giờ tôi lưu một cái cho ta hình dung nhé. Khi mà chúng ta chạy nhé, và đây tôi chạy chương trình, đây con mèo nhé. Bắt đầu chạy chương trình này, tôi làm con mèo nhé. Thì ta sửa khi bắt đầu chương trình, tôi cho con mèo nó kêu một tiếng này. Mèo này một cái này, mèo nhé. Thì đây chạy chạy chương trình đây. Khi chúng ta chạy chương trình ở dạng dạng lớn như này này, chạy đây nhé. Thì chúng ta không thể kéo thả con mèo nào trên màn hình. Như vậy là mặc định một nhân vật ở trên màn hình chúng ta không thể kéo thả được, tụt chuột không không kéo không kéo thả được. Thì phần mềm cho phép chúng ta là có hai cái lựa chọn. Đây, chúng ta vào sensing vào lệnh này. Đây là cái lệnh mà chúng ta đặt được cái chế độ là có thể hay không là kéo thả từ 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 con chuột ở bên ngoài, kéo thả nhân vật được hay không. Thì nó có hai lệnh nhé, hai lựa chọn. Chọn này là cho phép kéo thả, chọn này là không. Đó, thì đây là cái lệnh là khá hay luôn. Chạy thử nhất là kéo thả đưa vào đây. Thì đây là cái như vậy, chương trình chúng ta như sau, là lệnh thứ nhất là cho con mèo nó kêu này, và lệnh thứ hai là đặt chế độ cho phép là kéo thả chuột con mèo trên màn hình. Làm thử nhé, chúng ta phóng to này. Cái lệnh kéo thả này, lệnh đặt chế độ kéo thả này chỉ áp dụng cho màn hình to thôi. Bấm vào đây này. Rồi ta kéo thả nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta đã kéo thả được con mèo. Và như vậy là dùng chuột ở bên ngoài chương trình chúng ta có thể kéo thả như vậy trên màn hình được. Như vậy nó giúp chúng ta là đỡ phải lập trình chuyện kéo thả, rất là hay luôn. Thì cái lệnh này nó giúp chúng ta là trong nhiều cái chương trình chúng ta làm đỡ phải lập trình nhiều hơn và rất là hay. Tôi giả sửa nhé, bây giờ làm tập như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ cho lập trình cho mèo đuổi chuột đây.
cho con mèo chúng ta đuổi chuột nhé. Đây tôi lấy nhân vật chúng ta, nhân vật chuột đâu rồi? Chuột là chữ M. M đâu, M đây nhé. Đây. Bắt đầu ở đây nhé. Bây giờ như sau này. Như tôi làm đặt chế độ cho ta nhé, đặt chế độ nhé. Đây là mèo, đây là chuột này. Mình ban đầu là mèo đứng ở vị trí này nhé. Đây. Mèo ở đây. Mèo luôn quay về hướng 90 độ này. Đó. Bây giờ chuột này. Chuột nhé. Ở đây, đây chính là chuột. Còn đây là mèo đây. Bắt đầu mèo kêu mèo một cái này. Ô tu này này. Và. Được rồi. Thế bây giờ như sau nhé. Bây giờ tôi muốn như sau này. Tôi sẽ lập trình như sau này. Khi bắt đầu chương trình chơi thì mèo sẽ luôn chạy về phía con chuột. Phía con chuột. Nhưng chúng ta làm rồi đấy. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ điều khiển chuột như sau. Chúng ta sẽ điều khiển chuột một cách chúng ta kéo thả chuột bằng bằng con chuột ở bên ngoài bàn phím, ngoài ở bên ngoài. Thì cái hay hơn. Đỡ một lập trình để mà điều khiển chuột mà bằng một lập trình mà chúng ta sẽ dùng cái chức năng là gì? Chức năng là dùng chuột ở bên ngoài để kéo thả con chuột đó để chúng ta tránh tránh va phải con mèo. Nếu mèo mà va chạm thả chuột thì mèo là kêu meo meo và mèo thắng rồi. Chúng ta dừng lại. Cho làm thử nhé. Như vậy là bấm phím space thì bắt đầu chương trình. Để chúng ta làm luôn này. Nha. Làm luôn đi. Bây giờ chúng ta đỡ phải mất thời gian, chúng ta vào đây luôn. Khi bắt đập bấm phím space. Đấy. Nha. Thì mèo lập tức như sau. Mèo lập tức sẽ vào cái vòng lặp vô hạn. Vô hạn và mèo sẽ làm như sau. Mèo sẽ đây. Mèo sẽ luôn nhìn về phía con chuột. Đây mèo đúng rồi. Mèo sẽ luôn. Mèo sẽ luôn là nhìn về phía con chuột nhé, mouse. Sau đó mèo tiến về con chuột là 5 bước. Là 5 bước. Đây. Chuột là 5 bước nhé, 5 bước. 5 bước. Và cho mèo di chuyển chân cho nó hay hay một tí. Đây. Dùng lại là net costume. Mèo sẽ di chuyển. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho chuột này. Ở đây nhé. Đó. Khi mà chúng ta lập trình cho chuột như sau. Nhé. Chúng ta sẽ dùng con chuột chúng ta kéo thả để chúng ta né con mèo. Nhé. Thì khi bắt đầu chơi này. Đây. Khi bắt đầu chơi đây. Nhé. Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ cho con chuột luôn nhìn về phía con mèo, mà chuột rất sợ mèo mà, và chạy. Chúng ta sẽ lập trình. Chúng ta cho con chuột làm sao? Chuột sẽ luôn nhìn vào đây. Chúng ta lập trình cho cái vòng lặp vô hạn. Và chuột luôn nhìn vào con mèo. Đây là con mèo. Luôn nhìn vào con mèo nhé. Và chúng ta đặt chế độ, đây chúng ta vào cái sensing rất quan trọng. Chúng ta đặt cái chế độ đây. Chế độ cho con chuột là chúng ta có thể kéo thả con chuột. Đó. Như vậy bài này là chúng ta không phải lập trình để chúng ta điều khiển con chuột bằng gì đó. Mà chúng ta không cần lập trình, chúng ta vẫn kéo thả chuột để tránh được. Được chưa? Làm thử này. Chạy thử nhé các bạn xem như này. Phong to này. Phim space này. Đấy. Ôi chết rồi. Tôi chỉ làm xong. Làm lại. Đây, đấy. Tôi sẽ dùng chuột, tôi đang dùng chuột bên ngoài đấy, không phải lập trình đấy nhá. Đang dùng chuột ở bên ngoài để tôi chạy tránh cái mèo ra này. Đấy. Chuột luôn nhìn thấy mèo đúng không nào? Rồi, bây giờ lập trình tiếp theo này. Nếu mèo mà chạm phải chuột thì mèo kêu mèo là thắng luôn. Đây lập trình đây, đây. Nếu mèo mà chạm phải chuột, đây vào lệnh này, if nhé. Nếu mà vào cái loại sensing, nếu mèo mà va chạm phải chuột đây, nếu mèo mà va phải chuột thì lập tức là mèo thông báo là đây. Nếu mèo mà chạm phải chuột thì mèo kêu meo meo và mèo sẽ thông báo là thắng luôn nhé. Đây thì mèo sẽ kêu meo 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 ẩm thiên đan và mèo sẽ coi như là stop chương trình luôn đấy nhé. Chúng ta nhìn này là thông báo kết thúc nhỉ, stop chương trình, stop luôn chương trình luôn, và stop chương trình luôn. Đây, stop on luôn. Đấy.
Được chưa? Chúng ta làm thử lại nhé. Chúng ta chạy lại này. Chị đã thua rồi, làm lại này. Chúng ta phải kéo thả để tránh. Chúng ta dùng chuột, chúng ta kéo thả bên ngoài nhé. Như vậy là không có lập trình nên điều khiển chuột. Đấy, chúng ta chuột luôn sợ, luôn nhìn về phía mèo, thấy không nào? Đấy. Nếu mà chúng ta mà gặp chuột là chạm phải là thua luôn nhé. Chạm phải là thua luôn. Đấy. Đấy, như vậy tôi vừa mô tả nhanh cái lệnh là này, chính là lệnh này, đây là cái lệnh mà cho phép chúng ta có thể là điều khiển từ bên ngoài luôn, điều khiển chuột từ bên ngoài luôn cho nhân vật của chúng ta. Thế đây đây là lệnh mới của Scratch, cái bản Scratch 2 này không hề có, cái bản Scratch 3 mới có, được chưa? Vì chúng ta sẽ lưu cái này lại. Đây là cái bài số 3 là mèo mèo đuổi chuột, mèo đuổi chuột, nhưng mà chúng ta chú ý đây cái lệnh mà cho phép dùng gì, dùng kéo thả từ bên ngoài, dùng chuột kéo thả điều khiển nhân vật. Dùng cái lệnh này, đây là đêm lệnh thao tác cũng rất là hay, rất là hay luôn. Thì chúng ta đỡ phải lập trình. Theo lập trình cũng có hay của nó, lập trình để chúng ta kéo thả trực tiếp vào trên màn hình, thì cái đó tôi sẽ nói sau. Còn đây là không phải là lập trình để mà điều khiển chuột kéo thả, mà trực tiếp luôn con chuột của chúng ta là kéo thả luôn trên màn hình luôn, và kéo thả và di chuyển cái nhân vật đó ở trên màn hình. Thế đây là lệnh cũng rất là hay, lệnh nằm trong cái nhóm là sensing nhé. Được rồi, nhưng mà hôm nay tôi vừa mới trình bày xong cái năm nay là hôm nay tôi muốn trình bày tiếp các bạn ý nghĩa của các cái lệnh liên quan đến quan hệ giữa các nhân vật với nhau. Thì sang buổi sau thì tôi nói tôi sẽ chuyển sang một số các cái bài học mới nhé, cũng liên quan đến học sinh tiểu học. Được chưa? Thì chúng ta nghỉ ở đây nhé. Đang nghỉ ở đây nha, cô chào các bạn nha.